Ăn tô nào, tô lớn tô nhỏ đây? Con hả? Tô nhỏ thôi. Sẽ sắp tô ở quả này. Ăn nó béo không? Chút xíu béo. Còn múc thịt thêm không? Không, được. Bún bò ngoại nấu là số 1 mà. Nhưng bây giờ không biết nấu sao, cái hồi đó thì quá ngon, bây giờ không biết sao. Cay dữ luôn. Thì bún bò ăn ớt nó mới cay, nó mới ngon. Rồi bye bye. Thôi ăn luôn ngoại ơi. Đó bụng rồi. Ăn đi. Nó ăn nuôi, tụi này nó đâu chịu ăn mấy món này đâu. Ba hồi nó ăn, ba hồi nó không. Hai người ngồi ăn bên phụ dọn dẹp thì đây là cái bàn nấu ăn của Huyền ha. Huyền học ở Việt Nam, Huyền học nấu ăn nấu cao. Lại. Mời các bạn ăn bún bò. Chanh ở vô. Má ăn chanh không? Không, má ăn chanh. Con ăn chanh. Mày ăn thử đi chứ bây giờ mấy má nấu có lạc tay không đó. Thì ăn thử mới biết. Bỏ rau vô. Đó là do Cần Thơ. Cái này mà có rồi muốn nữa nó mới ngon. Còn bây giờ bánh này không có rồi muốn phải chịu thôi. Ăn đại khái thôi. Ăn đại khái thôi. Rồi muốn á, con tiếc á ta, mỗi lần mà có bún bò ha, nó làm gì làm nó phải đi kiếm rồi muốn cho được hả? Con là ăn đại khái, con giống mày bị lai rồi. Má cũng vậy thôi. Ăn gì đòi hỏi, bây giờ mình đòi hỏi giống bên Việt Nam sao đòi nổi. Trời, ớt này ăn xanh ngon. Bên nhà con tiếc á, rau này nhiều lắm mà qua cắt là bớt hết luôn. Dạ. Yeah. Thấy mấy nhà quá trời những ngầm qua mai qua bên má thấy à, cái thằng đầy luôn. Rồi mời các bạn ăn cho nó ngon. Nè, đưa vô miệng ăn cho nó ngon. Và này và rau. Ngon. Vừa ăn dạ. Ngon. Nó mì. Ngoạn hết chưa? Nó ngon quá, ngon quá trời luôn. Dừng hết luôn hả? Ừ. Ngoạn xong chưa? Ngon hết rồi nè. Ngon ghê ạ.
Việt Nam cũng đâu có lạc nghề đâu. Dạ. Nghề Việt Nam vẫn còn. Ngon, ngon ăn thế rồi. Thôi gì được rồi, đừng kén.